Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chào bán căn biệt thự tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất là 200m², trong đó chiều ngang là 10m và chiều dài lô đất là 20m. Kết cấu xây dựng gồm một hầm để xe ô tô, 3 tầng lầu và sân thượng. Hướng căn biệt thự có hướng nhìn về hướng Nam. Hiện tòa nhà đã hoàn thiện pháp lý sổ hồng đầy đủ rồi nha các bạn. Tòa nhà hiện đang cho Nam Group thuê với giá 140 triệu đồng cho một tháng. Bất động sản giao bán tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, trục đường có vị trí đắc địa nhất quận 7. Với nhiều tòa nhà cho thuê làm ngân hàng, trung tâm dạy tiếng Anh và các công ty tài chính, công ty dịch vụ v.v. Giá đang được chào bán là 79 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin bất động sản đang giao bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509. Còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua về khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7 cho các bạn chưa biết nắm thông tin như sau. Khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7, tọa lạc tại số 1 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nút sao ngay ngã tư Nguyễn Thị Thập với trục đường D1, nay đổi tên thành đường Hoàng Trọng Mậu. Him Lam Tân Hưng, quận 7, được xây dựng và đầu tư bởi công ty cổ phần Him Lam. Dự án khu đô thị Him Lam tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất khu Nam Sài Gòn, ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Him Lam, quận 7, được bao bọc bởi 3 nhánh sông lớn như sông Ông Lớn, sông Rạch Bàng, sông Ông Đội. Khu đô thị được quy hoạch bài bản và là nơi tập trung nhiều giới doanh nhân, tri thức và tầng lớp thu nhập cao, chọn là nơi an cư sinh sống. Về vị trí địa lý, khoảng cách từ vị trí bất động sản đang giao bán cách trung tâm Sài Gòn chỉ từ 4,5 km. Cầu Kênh Tẻ, nút giao thông cửa ngõ của quận 7, là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Từ đây bạn chỉ mất 10 phút di chuyển là đến trung tâm chợ Bến Thành và chỉ mất từ 5 phút là có thể tiếp cận được mọi điểm đến ngay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Còn bây giờ, chúng ta cùng hướng vào màn hình để xem lại những hình ảnh được ghi hình tại nơi bất động sản đang giao bán. Bất động sản giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất là 200m², trong đó chiều ngang là 10m và chiều dài lô đất là 20m. Kết cấu xây dựng gồm một hầm để xe ô tô, 3 tầng lầu và sân thượng. Hướng căn biệt thự có hướng nhìn về hướng Nam. Hiện tòa nhà đã hoàn thiện pháp lý sổ hồng đầy đủ rồi nha các bạn. Tòa nhà hiện đang cho Nam Group thuê với giá 140 triệu đồng cho một tháng. Bất động sản giao bán tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, trục đường có vị trí đắc địa nhất quận 7. Với nhiều tòa nhà cho thuê làm ngân hàng, trung tâm dạy tiếng Anh và các công ty tài chính, công ty dịch vụ v.v. Giá đang được chào bán là 79 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin bất động sản đang giao bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và bấm đăng ký kênh để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình. Listen, I need you to hear, and don't show, and